Em chào cô và các bạn, em là Vũ Thị Minh Oanh, học lớp Anh 13 Kinh doanh Quốc tế cơ sở Quảng Ninh. Em là sinh viên năm 3 sắp lên năm 4. Theo yêu cầu của nhà trường, trong hè này em có một đợt thực tập giữa khóa kéo dài 5 tuần. Chính vì vậy, em lựa chọn công ty cổ phần hợp nhất với ngành nghề kinh doanh chính là khai thác và thu gom than cứng để thực tập. Lý do em lựa chọn công ty là bởi vì em sinh ra và lớn lên ở tỉnh Quảng Ninh, là một quê hương gắn bó với ngành than nên em muốn thực tập tại công ty với ngành nghề này để sau này có thể phát triển quê hương. Mọi người cùng theo dõi quá trình thực tập của em nhé. Em mang theo máy tính, một quyển sổ, rất nhiều bút và một số tài liệu có liên quan. Lúc này, tôi đang ở trên xe di chuyển, nên em sẽ nhân cơ hội này để giới thiệu kỹ hơn về công ty cổ phần Hợp Nhất, nơi mà em đang thực tập. Trên đây là website của công ty cổ phần Hợp Nhất, có địa chỉ tại thôn Văn Non, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực mua bán, chế biến và xuất nhập khẩu khoáng sản. Công ty được thành lập và nhận giấy chứng nhận vào ngày 11 tháng 7 năm 2007 với ngành nghề kinh doanh chính là khai thác và thu gom than cứng. Sau nhiều năm phấn đấu và xây dựng, từ một vài công trường đã trở thành một công ty lớn có quy mô sản xuất với công nghệ hiện đại, đội ngũ công nhân đông đảo, có trình độ chuyên môn và tay nghề kỹ thuật cao. Như vậy, trong khoảng thời gian từ năm 2007 tới nay, 15 năm xây dựng và phát triển, công ty đã vươn lên trở thành một trong những đơn vị khai thác, thương mại than đứng đầu tỉnh Bắc Giang. Và đó là đôi nét của công ty cổ phần Hợp Nhất. Bây giờ đã đến nơi rồi, mọi người cùng vào văn phòng nhé! Công việc sẽ được bắt đầu từ lúc 7:30 và đây là góc làm việc của em cùng với bạn thực tập cùng. Hôm nay em đến khá sớm nên bắt đầu thực hiện những công việc đơn giản như lau bàn hay là xếp sách. Trong lúc này, em sẽ giới thiệu về phòng ban của em thực tập. Phòng kế toán tài chính là phòng chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp việc cho hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc về công tác tài chính, kế toán. Hàng ngày, giờ làm việc sẽ bắt đầu từ 7:30, kết thúc vào lúc 11:30, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 13 đến 17 giờ. A few moments later. Và sau khi thực hiện xong một số công việc đơn giản, em sẽ tiến hành vào việc kiểm tra lại công việc của ngày hôm qua. Tiếp theo sau đây là một số video em đã ghi lại quá trình thực tập của mình. Nhân tiện lúc này, em sẽ giới thiệu cụ thể hơn về phòng ban kế toán tài chính của mình. Những công việc cụ thể như là kiểm tra, tính toán, phân tích tài chính hợp đồng, dự án của công ty sẽ do phòng ban chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, những cái số liệu báo cáo tài chính của kế toán phải được trình bày trước hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, theo dõi phản ánh đúng tình hình tài chính của công ty, xây dựng kế hoạch tài chính năm, trung hạn, dài hạn của công ty, tham mưu cho ban tổng giám đốc về chế độ kế toán và những thay đổi chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh, tổ chức ghi chép tính toán và tổ chức sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của công ty, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản, phân tích kết quả, sản xuất kinh doanh của công ty, xác định và phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ, đề xuất xử lý các tài khoản hao hụt, mất mát và hư hỏng nếu có, xét duyệt các báo cáo kế toán, thống kê và báo cáo tài chính của đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó, phải tổng hợp đầy đủ, gửi đúng hạn báo cáo kế toán, thống kê, quyết toán tài chính của công ty theo chế độ quy định. Nghiên cứu các chế độ chính sách trong lĩnh vực thuế, tài chính, thống kê, luật doanh nghiệp của nhà nước liên quan đến hoạt động của công ty nhằm đưa ra các cách thực hiện phù hợp, quản lý việc chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu của công ty, phát hành số cổ đông công ty, tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán. Đó là một số điểm chính về phòng ban mà em thực tập. Và bây giờ đã gần đến giờ làm việc, trước khi bắt đầu, em xin phép giới thiệu từng người một trong văn phòng em đang thực tập. À, chị ạ, đây là chị Thảo, kế toán viên. Còn đây là chị Hà, phó phòng kế toán ạ. Chào chị ạ. Đây là chị Yên, kế toán viên. Chào chị ạ. Đây là chị Yên, chị Yên là kế toán viên. Chào chị ạ. Còn đây là cô Duấn, kế toán trưởng ạ. Em chào cô ạ. Còn đây là chị Phượng, kế toán viên ạ. Chào chị. Và để chuẩn bị cho video ngày hôm nay, em còn đặc biệt xin được phỏng vấn cô kế toán trưởng, đồng thời là người hướng dẫn của em. Và sau đây em xin giới thiệu cô Duấn, cô kế toán trưởng và đồng thời là người hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập của khóa. Dạ, cháu chào cô ạ. Có thể xin phép phỏng vấn một vài câu hỏi với cô ạ. Đúng rồi. Dạ. Đầu tiên là cô đánh giá như thế nào về lượng công việc ở tại văn phòng tài chính kế toán ạ? Thì nói chung là phòng của cô thì là một cái công ty chuyên về khoáng sản đấy, nên là tất cả nó cũng sẽ khác so với các đơn vị khác. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có một cái mô hình chung về riêng về cái phần kế toán, cũng sẽ có những cái mô hình chung và hoạt động theo các cái nội quy như là quy chế của công ty và quy định của pháp luật. Thì hiện tại phòng cô khoảng độ 10 người,
cô là trưởng phòng, là bạn phó phòng và bạn nhân viên. Thì trong cái công việc thì mình sẽ cũng sẽ phân bổ theo các cái đầu mục công việc để sao cho mọi người về tài sản, đối với công việc dụng cụ tiền mặt. Thì những cái phần đấy thì chắc trên trường các cháu cũng được học và cũng xem qua một số các cái nội dung công việc trong cái thời gian vừa rồi. Thì cái khối lượng công việc của bên thầy cô thì cũng tương đối là nhiều, để từ sản xuất đến thương mại. Nên là nhưng mà với cái khối lượng công việc như vậy thì với cái lượng người cũng như là trong công việc là tương đối phù hợp. Và sau đây em xin giới thiệu các công việc mà hàng ngày em làm tại phòng ban. Với đặc thù của công việc, do em thực tập tại văn phòng kế toán tài chính nên số lượng công việc em tiếp xúc thường là với giấy tờ. Dưới đây là hình ảnh chị Thảo đang hướng dẫn em kê khai đầu vào, đầu ra tháng 7 năm 2023 trên phần mềm Excel. Sau khi nghe chị Thảo hướng dẫn xong, em sẽ quay trở lại chỗ làm việc để thực hiện công việc của mình. Trên phần mềm Excel sau đây, em chuẩn bị thực hiện là công việc kê khai hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ của công ty cổ phần Hợp Nhất. Em sẽ dựa vào những chứng từ và hóa đơn chị Thảo đã giao cho em ban nãy để tiến hành thay số liệu vào trên file Excel có sẵn để tổng hợp ra bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ của tháng 7 năm 2023 của công ty cổ phần Hợp Nhất. 6.5 hours later. Bên cạnh các công việc thực hiện trên phần mềm máy tính như Excel, em còn thực hiện các công việc như photo, in ấn, scan, đóng quyển tài liệu hay là dập dấu ghim. Với vai trò là thực tập sinh, chúng em luôn sẵn sàng để hỗ trợ phòng ban hết mình. Bên cạnh đó, cô và các chị ở trong phòng ban rất thân thiện, sẵn sàng giải đáp thắc mắc của chúng em. One eternity later. Trong hành trình thực tập giữa khóa này, em đã có những trải nghiệm mới. Em được hướng dẫn, được tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp, tiếp xúc với các loại chứng từ, giấy tờ khác nhau. Khi em hỏi cô kế toán trưởng, cô có thể gợi ý cho chúng em về những tố chất mà chúng em nên trang bị để trở thành nhân viên chính thức không? Cô đã trả lời em như sau. Nói chung là các bạn thì hầu như là trẻ khi mà mới ra trường ấy thì nó cũng có rất là nhiều những cái bỡ ngỡ. Trong cái công việc thì mình cũng nên là thứ nhất để mà đi làm được, thứ nhất là cái chuyên môn của mình phải chắc, và cái thứ hai là những kỹ năng mình cần học hỏi, những kỹ năng ví dụ như là kỹ năng về làm việc nhóm này, kỹ năng về làm việc độc lập này, thì cũng như là mình có những kỹ năng về giao tiếp. Đấy là một trong những kỹ năng rất là cơ bản, kỹ năng về văn bản, về báo cáo. Trong các cái công việc của mình, khi mình mới làm hoặc là mới đi đâu làm thì mình cũng phải đi học hỏi, tiếp thu ý kiến của các anh chị đấy, trong công ty rồi trong các phòng ban để mình có làm tốt cái công việc của mình. Ví dụ là để mình có tiến xa hơn ấy, thì mình cần phải có sự tự tin đấy, rồi là có cái lập trường rõ ràng đấy, trong công việc. Khi mà giao một cái việc gì đấy thì nên chuyên sâu để đưa ra các cái đánh giá, những cái phân tích cho lãnh đạo của mình, thì là mình sau này các cháu sẽ tiến xa hơn rất là nhiều. Số cái thực tế như thế nào thì sau này các cháu khi mà đi làm đi ba đến đâu thì mình cũng sẽ học hỏi được. Như vậy em còn phải cố gắng rất nhiều để trở thành một nhân viên chính thức của công ty. Trải nghiệm thực tập này đã đem lại cho em hành trang mới. Từ một người nhút nhát, sau thực tập em trở nên mạnh dạn hơn. Có lẽ em vẫn còn phải học hỏi nhiều, trên con đường phía trước còn rất dài. Em còn phải hoàn thiện bản thân và trang bị thật nhiều kiến thức mới. Em rất trân trọng trải nghiệm này. Trải nghiệm mà ở đó lần đầu tiên em được tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp, được thực tập tại văn phòng kế toán tài chính với những người chị, người cô thân thiện, đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình em thực tập dự khóa tại đây. Qua đây cô hướng dẫn em cũng cho em một vài lời khuyên. Nói chung là trong cái thời gian mà thực tập ở đây thì trong công việc ấy thì tức là mình cũng cô thấy rằng cái ý thức rất là tốt trong công việc, rồi là kỷ luật cũng như là cái tuân thủ chung các cái quy định chung của công ty cũng như là của các phòng ban. Thì trong công việc thì cũng thấy là năng nổ, rồi là cũng nhiệt tình trong cái khi mà tiếp cận các cái công việc, tức là mình thực tế. Khi mà công việc trong phòng có những cái phát sinh
nhẹ và hoạt bát hơn. Thì là với chị cũng lại là tôi nghĩ là trong tương lai thì các cháu cũng sẽ làm tốt cái công việc của mình, nhưng mà mình có một cái môi trường đào tạo tốt, cũng như là mình với những cái tính cách, sự chăm chỉ của mình thì chắc chắn là sau tương lai thì mình cũng sẽ là một trong những người có mộ tốt. Và trên đây là hành trình thực tập của em. Em cảm ơn cô và các bạn đã cùng lắng nghe và theo dõi video của em.